Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Kính thưa các bạn, trong cuộc sống, nhiều người đã nhắc nhở chiến thắng được chính mình là chiến thắng vinh quang và hiển hách nhất, vượt qua được chính mình mới là người oanh liệt và vĩ đại nhất. Một sự ác nhỏ không làm là một việc thiện, một việc thiện nhỏ không làm là việc ác. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng thấm nhuần và làm được điều đó. Giữa thiện và ác đôi khi mong manh như chính sự sống của con người và vạn vật trên hành tinh này. Đôi khi chỉ vì sơ ý và nóng giận, chúng ta có thể làm những việc đại ác khiến cho lương tâm không thể bình an. Cùng bạn đọc sách xin kể một câu chuyện về Thành Cát Tư Hãn để các bạn cùng nghe, suy ngẫm và rút ra bài học cho mình nhé. Thành Cát Tư Hãn sinh năm 1162, mất năm 1227, tên thật là Thiết Mộc Chân. Ông là một trong những nhà quân sự lỗi lạc và có ảnh hưởng lớn trong lịch sử thế giới, được người Mông Cổ kính trọng như là vị lãnh đạo mang lại sự thống nhất cho Mông Cổ. Vậy mà có lúc trong cơn tức giận, không đủ trí sáng suốt, ông đã giết con chim ưng thân thương, dám hy sinh thân mình để cứu chủ. Chuyện kể rằng, ngày xưa, Thành Cát Tư Hãn đi đâu cũng mang theo một con chim ưng. Đó là người bạn thân thiết không lìa nhau nửa bước cùng ông trên khắp mọi chiến trường. Một hôm, ông đi săn cùng đoàn tùy tùng. Do mải mê săn bắn, ông đã lạc vào rừng sâu. Con chim ưng rời khỏi tay ông bay đi tìm đường ra. Nhưng khi trở về, thấy Thành Cát Tư Hãn đang hứng nước từ trên khe đá giỏ xuống để uống sau nhiều giờ quần thảo trên ngựa dưới sức nóng của buổi chiều hè. Rất lâu mới được nửa cốc nước, trong khi Thành Cát Tư Hãn quá khát nước, vừa kê cốc nước vào miệng để uống thì chim ưng bay xuống làm rơi chiếc cốc. Thành Cát Tư Hãn nhặt chiếc cốc lên và một lần nữa đưa vào hứng từng giọt nước. Khi cốc nước vừa được 1/2, ông định uống thì chim lại bay xuống làm chiếc cốc rơi đổ nước sạch. Thành Cát Tư Hãn lắc đầu tức giận, nhưng ông vẫn tiếp tục hứng nước lần nữa. Và lần thứ ba, khi ông kê cốc nước lên miệng chưa uống được thì chim ưng bay xuống làm đổ cốc nước. Thành Cát Tư Hãn tức giận hét lớn: "Con vật khốn kiếp, sao ngươi làm đổ nước của ta? Một lần nữa ta sẽ chém đầu ngươi đó." Lần này, khi cốc nước kê vào miệng, tay cầm thanh gươm chờ sẵn, nhưng chim ưng vẫn lao xuống hất mạnh ly nước. Một lằn gươm sáng vút lên, thanh gươm đã chém trúng. Con chim đáng thương nằm dãy chết dưới chân chủ nó, rồi im lặng. Trong lúc đó, Thành Cát Tư Hãn còn đang tức giận nên gằn giọng: "Đồ khốn kiếp, thật xứng đáng với tội láo xược của nhà ngươi." Lần này, chiếc cốc rơi xuống vực sâu, Thành Cát Tư Hãn không thể lấy được. Nhưng cơn khát vẫn còn, vì thế ông theo ngược dòng nước chảy, chạy đến con suối. Nhưng khi đến nơi, chỉ là một vũng nước nhỏ, và trong vũng nước, một con rắn độc đã chết. Thành Cát Tư Hãn bừng tỉnh, ông quên cả cơn khát nước, hối hận và đau đớn khi nghĩ đến hành động chém chết con chim yêu quý của mình, chỉ vì nó muốn cứu ông mà đã mất mạng. Ông nhìn xác con chim chết thảm và tự nhắc nhở mình đừng bao giờ hành động bất cứ điều gì trong cơn tức giận. Sự hối hận ăn năn của Thành Cát Tư Hãn dù có sâu sắc đến bao nhiêu đi nữa cũng không làm sống lại chú chim ưng thân thiết. Từ câu chuyện của Thành Cát Tư Hãn, chúng ta đã có một bài học sâu sắc về tác hại của lòng giận dữ và ý nghĩa của việc thực hiện đức hiếu sinh. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải rèn luyện, tránh xa sự nóng giận, làm việc hồ đồ để đem lại sự bình an cho mình, cho người, cho muôn loài vạn vật quanh ta. Cùng bạn đọc sách cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!